Cái sự thay đổi về sinh lý rất là lớn và chúng ta chờ đợi cho cái sự thay đổi này nó phục hồi, nó dần dần trở lại. Cái thứ nhì nữa là chúng ta dùng một phần cái ruột của bé Trúc, bé Diệu chúng ta đưa qua cho bé Trúc. Như vậy vô hình đây là một cái cuộc gọi là giống như là một ghép tạng đồng thập tử đó, thì chúng ta đưa cái ruột này qua cho bé Trúc, thì như vậy nó ít nhiều nó cũng gây một cái phản ứng. Đầu tiên là phản ứng viêm, chính vì vậy cho nên giai đoạn hậu phẫu mình phải theo dõi. Xin thưa với các đồng chí rằng là trong y văn thì cái số ca này không nhiều, chiếm 6% khoảng chừng 10 ca trở lại, và tỷ lệ thành công của người ta chỉ có 70-75%. Và cái nguyên nhân là thường rơi ra một cái chuyện người ta cũng chưa thấy rõ, nhưng mà lần trước có một cái trường hợp rất giống của mình, người ta cũng mổ như vậy, người ta cũng cắt đôi ruột mà người ta nói đây luôn tích cực. Lúc nãy hai bé vẫn còn phải thở máy để mà đi giảm đau, bởi vì cái cục mổ nó lớn như vậy bé rất là đau, mà cho thuốc giảm đau nhiều vào thì bé sẽ không thở được, do đó phải có hỗ trợ bằng máy. Và cái nguy cơ nhiễm trùng rất là cao, chúng ta kéo dài cuộc mổ. Toàn bộ cái chi phí phẫu thuật thì cũng xin thưa là từ lúc bé sinh ra tới bây giờ thì bệnh viện đã hỗ trợ để mà nuôi lớn bé lớn lên, và cũng muốn báo cho gia đình, phải báo cho các đồng chí lãnh đạo biết rằng hiện giờ cái tiền mà mình quyên góp các mạnh thường quân cho bé đã gần 2 tỷ đồng. Do đó là bệnh viện cũng sẽ cố gắng dùng cái tiền này để mà nuôi dưỡng hai bé, đồng thời còn sau đó thì sẽ kết toán lại, còn lại phần này sẽ trao lại cho người nhà để mà tiếp tục mà nuôi bé, hỗ trợ cho những ngày về sau.